Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự cùng với bình luận gia Lý Đại Quyên. Chương trình này do Cao Minh Hưng phụ trách và được phát hành hàng tuần vào tối thứ hai và thứ sáu lúc 8 giờ cũng như lúc thứ tư vào lúc 2:30. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời ông gửi lời chào đến quý vị khán giả thưa ông. Cảm ơn bác sĩ Cao Minh Hưng. Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, thì một cái tin tức có thể nói là cả toàn thế giới, không riêng gì nước Mỹ, cũng đã theo dõi trong những ngày vừa qua. Thì vào tối thứ ba, Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn trước lưỡng viện quốc hội của liên bang. Và như quý vị cũng đã biết là vào tháng 11 thì đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số ở hai viện cũng như thượng viện. Tuy nhiên, trong lần này, Tổng thống Obama trong bài diễn văn của ông đến một cái có thể nói một cái tư thế rất là tự tin. Vì trong cái hoàn cảnh kinh tế của Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp đã xuống rất thấp, chỉ có 5.6%, cũng như một số vấn đề khác. Vì lý do đó, trong bài diễn văn của Tổng thống Obama, một thái độ tự tin và đôi khi có nhiều người nói có vẻ có thái độ thách thức. Và những vấn đề ông đưa ra trong cái bài diễn văn trong năm nay liên quan tới vấn đề về thuế, đánh thuế cho những tầng lớp thượng lưu, cũng như ông nói nhiều về những một số vấn đề khác như vấn đề di dân cũng là một vấn đề mà ông đã đề cập tới. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Quyên, trong cái bài diễn văn kỳ này của Tổng thống Obama, theo nhận định của ông, một cái thông điệp gì mà Tổng thống Obama đã gửi cho dân chúng nước Hoa Kỳ thưa ông? Vâng, đây là một phải nói là giấc mơ Obama. Ông đã từ khi ông lên cầm quyền, ông đã có chủ trương là nâng đỡ cái lớp trung lưu mà ở Hoa Kỳ này là cái lực lượng mà lớn nhất của nước Mỹ, toàn dân Mỹ hầu như là trung lưu, chỉ một số ít là đại một phần 1% là đại tư bản, còn khoảng 1% là vô sản, tức là người thành cái lớp trung lưu họ gánh tất cả. Một cái đòn gánh họ gánh hai đầu anh. Nước Mỹ nó cũng quan trọng là anh tiến đi cũng được, anh lùi xuống cũng sao, thì trung lưu phải gánh hết. Cho nên là vấn đề đặt ra, ông đặt vấn đề trung lưu, cho nên người ta nghi ông phát xít, ông bác xít. Nếu không phải, ông là con người mà gọi là ở trung sản, lớp trung sản, tức là lớp ở vừa phải, không có không giàu có, không xuất thân từ lớp đó. Tức là ngày xưa trong nước Việt Nam ta gọi là tiểu trí thức tư sản, cộng sản hán ghép tiểu trí thức tư sản. Thành vấn đề đặt ra là ngày xưa ông cha mình cũng vậy, năm 40 thế kỷ trước, khi mà cộng sản xuất hiện rồi thực dân Pháp và tư bản Pháp đó xuất hiện, thì ông giữa cái đó ông lấy cái trung lưu làm căn bản, tức là trung sản, tức là lớp trung sản, tức là lớp mà đại đa số của người dân Việt Nam như vậy. Thành ông cuộc cách mạng ông đặt quốc gia đặt trên các căn bản đó, từ ông Lý Đông Nga, ông Nguyễn Xuân Tiếu, từ ở trong Nam là cụ Huỳnh Phú Sổ, ông Trần Văn Ân, họ đều đặt cái đó là cái gốc của cách mạng. Nhưng mà bởi vì tư bản ở Việt Nam chưa có, vô sản nó nhiều, thành ra cộng sản cướp được cái quyền mà lãnh đạo toàn dân của kháng chiến chống Pháp, thành ra vấn đề đặt ra các cụ ta bị thua. Nước Mỹ bây giờ vấn đề họ đã gọi là ở trong thế giới của luật pháp mà nó đi mạnh mẽ rồi, thì bây giờ họ đặt vấn đề là những dưới tư bản họ đóng thuế ít quá, bây giờ phải tăng thuế lên để bù vào ngân sách và giảm thuế cho những người trung lưu. Và ông Obama đặt vấn đề là giảm thuế trung lưu để cho nước phát triển và đánh thuế vào phòng nhà đại tư bản. Trước đây tư bản họ làm việc họ cũng cần biết ai cả, họ cứ thế họ làm, họ sản xuất ra nhiều tăng cường. Nhưng mà giờ này hầu như là tư bản, những nhà tư bản mà mới nổi lên như ông Bill Gates là những cái người đó, họ thấy rằng họ giàu quá, họ làm ăn rồi, họ bị đóng thuế ít quá, họ muốn đóng thuế nhiều hơn. Và họ phải, nếu vì họ thừa tiền thì họ đi làm việc xã hội, họ tung tiền ra, họ làm những việc mà cái đó là người tư bản ở Hoa Kỳ họ thấy rằng cái trách nhiệm của họ phải làm sao cho Mỹ hùng mạnh. Mà muốn nước Mỹ hùng mạnh
thì cái đám trung lưu phải thực sự có giàu có. Mà chính những trung lưu giàu có họ mới tiêu thụ những sản phẩm hàng hóa được. Những cái người mà lớp thượng lưu mà phải nói là tự giác như ông Bill Gates, ông Buffett thì rất là ít. Thành ra hình như là Tổng thống Obama cũng nói là trong vòng 10 năm tới thì hy vọng sẽ được khoảng 320 triệu tỷ tỷ để tài trợ những cái chương trình như là học vấn trong cái cộng đồng, không phải không phải trả tiền. Nhưng mà trong vòng 2 năm tới, theo nhận định công, liệu rằng những cái chính sách ông đưa ra có thể thực hiện không? Tại vì không thực hiện được. Không thực hiện được, nhưng mà nó đặt vấn đề, nó đặt tiền đề cho cuộc tranh chấp, tranh luận. Cuộc tranh luận trong cái việc ứng cử vào trong 2 năm nữa. Trong 2 năm nữa. Đó là vấn đề đặt ra. Từ giờ đến 2 năm nữa, tất cả những vấn đề hôm nay ông Obama đặt ra, nó đều được đặt ở trên vấn đề hội thảo tranh luận, biện luận giữa các ứng cử viên ở trong quốc hội. Và nó làm cho quan niệm của Hoa Kỳ nó đi vào cái khuôn khổ. Đặc biệt là như vậy, làm cho cái ấn tượng nhiều, có nhiều, ta đặt chú ý nhiều, người dân chú ý nhiều. Và quan trọng hết là bây giờ ông ấy, hai đảng quốc hội ông mất rồi. Ông làm gì nữa? Thì bây giờ ông phải đem những cái vấn đề kia ra đặt trước vấn đề cho quốc hội phải suy nghĩ và phải làm việc. Thì ông đặt vấn đề như vậy cho ông thoải mái. Ông thoải mái, ông đi việc cũng làm. Còn vấn đề thứ hai là bên những cái vấn đề mà đối ngoại, bên ngoài đối nội đó, thì những vấn đề gì mà ông nói thẳng, cái gì không tôi không hợp với tôi veto, tôi phủ quyết. Ông cần nữa thì bây giờ ông đặt vấn đề cho quốc hội, hay là phải cái anh phải nghĩ đến 2 năm tới, cuộc bầu cử 2 năm tới. Đối với cá nhân của Tổng thống Obama thì ông đã định là ông không phải lo về cái chuyện tranh cử nữa. Hoàn toàn không lo gì cả, thoải mái. Chính sách đối nội như vậy, đối với chính sách đối ngoại, Tổng thống Obama cũng nói là cho quốc hội, hy vọng quốc hội sẽ phê chuẩn cái việc là dùng vũ khí để đối với những nhà nước chúng ta biết Hồi giáo. Thì theo ông, đối những cái chính sách này nghe qua thì rất là hợp lý. Thì như vậy quốc hội đâu có lý do để mà từ chối những cái chuyện đó. Không, quốc hội đang thúc đẩy ông phải nằm mạnh đi. Nhất là Cộng hòa phải nằm mạnh tới. Ông yếu quá, nằm mạnh tới. Thì cái việc đâu của các ông, tôi làm việc theo ý các ông. Đối ngoại Obama hoàn toàn thoải mái, bởi vì vấn đề ASIS là quốc hội muốn như vậy, vì ông ấy đã rút quân khỏi Iraq và khỏi Afghanistan là vấn đề rũ bỏ cái chiến tranh. Nhưng bây giờ vì tình thế mà quốc hội đặt ông vấn đề là ông yếu quá, ông phải làm mạnh đi, thì tôi sẽ làm mạnh, mà miễn là quốc hội cho phép tôi làm mạnh. Thì ông ấy sử dụng, có thể trong giai đoạn sắp tới có thể sử dụng đến quân lực để mà giải quyết vấn đề Syria. Thì đối với những cái chính sách như vậy thì theo ông, liệu những cái khó khăn trước mắt mà chính phủ phải... Khó khăn trước mắt là khó khăn với Iran. Iran thì bây giờ ông là tôi đang thảo luận để mà rút bỏ cái vũ khí nguyên tử khỏi Iran. Công đừng có làm áp lực nữa, công đừng có đem những cái vấn đề đặt ra là phải làm áp lực của Iran, và làm như vậy nó tung ra mất. Tại nhà ông để cho tôi làm việc, khi mà tôi làm việc không được thì công áp lực thì tôi sẽ, cũng như bên Nga tới bây giờ tiếp tục áp lực, chúng tôi áp lực. Nga đã đi vào cái thế mà phải chấp nhận bây giờ áp lực ngoài. Bên Á Châu cũng vậy, ông bảo bây giờ vấn đề là bây giờ Trung Hoa đó, Trung Cộng họ đặt ra vấn đề mới, cho nên các nhà tư bản Mỹ họ muốn rút vốn khỏi và Trung Hoa, và chúng ta mở rộng vòng tay đó rồi. Đó là một điều chúng ta thấy rằng ông ấy thoải mái ở trên tất cả mặt trận vì không còn vướng mắc gì nữa. Và bây giờ ông đặt thẳng vô trong vấn đề là tôi sẽ để dân chủ sẽ cố gắng làm sao chiếm được tổng thống và lưỡng viện quốc hội trong năm 2026. Tức là ông đặt những cái tiền đề mà sắp tới, chúng ta biết là trong, thưa quý vị, là trong những cái thường ta nói là trong 2 năm cuối những cái tổng thống người ta ví như con vịt què, tức là không có làm gì được. Nhưng mà ngược lại lần này chúng ta thấy mặc dù trong vòng 2 năm tới, nhưng mà như những lời phân tích của bình luận gia Lý Đại Nguyên, ông đã nói là ông đặt những cái tiền đề mà bắt buộc quốc hội cùng một cái phải trong cái tư thế phải thảo luận, phải tranh biện, phải tranh luận. Bởi vì bây giờ ông đặt vấn đề rõ ràng lắm, tôi đi vào với dân chúng, tôi làm lợi dân chúng, tôi làm lợi cho quốc gia, chứ tôi không làm lợi cho đảng phái của tôi đi tới thôi. Ngày xưa mà mấy vị tổng thống xưa đó thì phải dựa vào đảng, làm lợi cho đảng, thành những phần tranh chấp. Bởi tôi không có tranh chấp với ai hết cả, những cái việc gì đúng với mà tôi thấy rằng hợp với cái chính sách mà gọi làm lợi cho dân, cho nước thì tôi ký, tôi đồng ý, mà không làm lợi cho nước tôi veto. Đó là cái vấn đề ông đặt ra, tôi rõ ràng không vì đảng tôi nữa.
mà chính ra là vì đảng ông ấy trong tương lai. Kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng vẫn còn 2 năm nữa để chúng ta tiếp tục quan sát những cái thành quả, những cái điều mà ngày hôm nay Tổng thống Obama đưa ra trong bài diễn văn của ông sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với tương lai của nước Mỹ trong những ngày tháng sắp tới. Một lần nữa chúng tôi rất tiếc là chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi xin trở lại phần 2 của chương trình Nhận định thế sự.